Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Đến với clip tiếp theo của mình. Hôm nay mình đang ở chỗ khu cái vườn bỏ hoang ấy. Mình phát hiện một tổ chim đây này các bạn. Mình đang tiến vào các bạn, đây này. Nó nằm ở trên ngọn cây cà này. Bụi ở dưới bên dưới nó bụi rồi. Mình sẽ đi xuống này. Đây này các bạn. Đây này các bạn. Đây này. Sát vào luôn nhé, mình đi xung quanh luôn với các bạn. Nhìn đây này. Nằm ở giữa khe cây cà thế luôn. Đây. Quay cảnh các bạn nằm u ám luôn. Các bạn. Đây này. Đó. Là mà này như mình vào luôn nhé. Trước tiên mình đi vào quay luôn cả bên trong này các bạn. Đây là các bạn, hang hốc này. Ra vào luôn. Nằm luôn. Để lỗ nó vào là mình sẽ không bắt của tụi nó, không bắt như lúc này các bạn. Đây này, ra của nó này, mình sẽ không có con lỗ vào con lỗ đấy, mình sẽ bắt bằng lỗ này đi. Không thò được vào các bạn. Có bắt lắm các bạn. Nhìn mỉa luôn cây cà này nhé. Thò vào thử. Ba trứng luôn các bạn. Mình thò vào luôn này các bạn. Đây. Trứng này các bạn, trứng to, đây là gọi là trứng bìm bìm đó các bạn. Mình sẽ mang về nhé. Đây. Các bạn nhìn thấy trứng bìm bìm tổ đó này, hấp thả luôn. Các bạn thấy hay ủng hộ và chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Đây trứng bìm bìm này. Đó. Các bạn, 3 quả. Mình để đây đã. Mình để đây đã rồi thì mình thử mình móc vào thử xem có con là có con gì không. Không, không, không có gì đâu các bạn. Tổ này nằm ở giữa vườn hoang luôn các bạn. Đây, không quay gì. Đây, tổ là lạ không? Giữa vườn hoang rất đã luôn các bạn nhé. Các bạn là thấy hay ủng hộ và chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Mình xin chào tất cả mọi người nhé. Mình bắt đầu chặt trứng.
2, 3. Đây, trứng này. Đó là quy mô luôn. Tổ là quy mô tròn trịa trên đỉnh nóc. Chào các bạn, trứng. Rồi, chào các bạn nha.